cả nhà đến với kênh Liễu nha. Sáng em có chuyện bị thao, em đi xuống đây dở mấy cái nón cả nhà ơi. Trời mưa quá trời, không có mua được đồ ăn rồi. Xuống đây dở nón kiếm mấy cá vô tặng mình ăn cơm. Cái xài của em trồng là cả nhà, trái quá trời trái luôn cả nhà. Trái nhỏ nhỏ gì nè cả nhà, mình lấy cái này mình bao lại gì nè, nó không có bị sâu đục nữa. Đụng tới em chưa có bao kịp nữa kìa, hai ba lần luôn á. Mình không có bao lại gì nè, nó bị mấy cái con sâu thì nó đục vô trái hư chân à. Trời cái này mưa hoài đúng không bà, cả nhà hồi sáng là chỉ mưa rồi đó. Sáng không có ai bán đồ gì ăn trên, đi dạy xuống đây mình dở cái nấu nhà này cả nhà, kiếm mớ cá vô ăn cơm. Trời cái này lạnh mà xuống cái này lạnh quá. Dở mình kiếm mớ cá vô sáng ăn. Trời cái này mưa tối ngày luôn, chứ mình không có đi mình kia ra đây mình dở mớ cá đồng này vô mình kho hả, mình nấu canh gì vậy. Trời ơi cũng bọn quá trời luôn nè, có gô không có được bự không thôi, có gô không ta, có nhỏ nhỏ không à. Qua cái nhà mưa, cái mưa này nó cạn khô không có nè, mưa quốc nguyên đám mưa chuẩn qua luôn, bữa nay nó ngập luôn cả nhà ơi. Ôi trời cái thao của em, cái thao đi hoài luôn, cũng bọn cô quá nè. Ủa thay gì cũng nhiều nha, bọc quá. Trời, cái hàng
dài ra mình gãi cái dáng này luôn. Ôi là trời, xích được cái dạo. Hình như em đã trúng con gì á. Đạp lên cái gai đó nè cả nhà, đạp chút cái gai đau không chết luôn, người tưởng còn gì đâu nhờ, ai dè nó luôn. Giờ đang đây mình thăm cái ghế mình đặt này 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 kia luôn cả nhà. Bây giờ đang đây mình thăm cái sáng ngồi ở trong nước nó hơi lạnh ta. Ủa cái con gì kẹp cái vỏ cả nhà ơi. Yeah. Ồ chắc con cua kẹp cái vỏ em quá hà. Kẹp cái muốn chết cái vỏ luôn cả nhà đấy mà hết. Ồ. Cái nhà đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ơi con cua rõ ràng cả nhà ơi, đi nó đạp cái giò nó kẹp vô cái giò rõ ràng luôn nè. Đi nè. Đâu vậy? Ôi ôi hồi nãy chắc cái càng này nó kẹp nè cả nhà ơi, nó thấy cái càng bự luôn nè, nó kẹp vô cái giò cái muốn chết luôn nha. Ôi cái nè cua này cũng càng cũng bự bự quá nè, đi 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 gì mò dính được cũng được cua với cá luôn. Dạ lên em thăm cái giới thì sao vậy. Về làm gì ăn mà bỏ đậu hết rồi, nó cực kỳ nhỏ luôn cả nhà. Để thăm cái kia nó thử thử cái dính được không, mình thổi cái chất đường làm ra đây đây lên cả nhà, chắc chỉ mưa tới rồi cắm kệ không nữa, mình lại giả cái dính cái giới này. Ủa có ông đó không bán bún kìa. Tới rồi nè. Đặt cái giếng dưới ruộng này vừa vừa mấy nước là được cái em đặt cái giếng này vừa nè.
lên đây mình coi thử có được nhiêu rồi. Có gốc dừa nè. Cũng nửa thao cả nhà ơi, mà cá không được bự hùng. Cá gồm này không biết gì lắm. Nhỏ quá luôn ta ơi. Con nhỏ nhỏ này không biết gì làm gì ăn nữa cả nhà, chắc cho cá ăn quá. Tính được có hai cái lô kiến này bự bự nè. Hai cái lô kiến này mình đem về mình đục xả cũng được kìa. Còn mấy cái nhỏ này chắc cho cái gồm này nhỏ quá. Em về cho cá lóc rồi ăn. Quá trời mũi luôn cả nhà này. Cắn hai mà dích luôn á. Cả nhà theo dõi clip nhớ like, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Cả nhà đăng ký để theo dõi video tiếp theo của em nha. Bye bye, chào cả nhà nha.